Thưa quý vị, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang bước vào giai đoạn cuối cùng. Hai ứng viên chính là Phó Tổng thống Kamala Harris của Đảng Dân Chủ và cựu Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng Hòa đã tích cực vận động tranh cử tại các bang chiến trường như Georgia và Arizona. Theo các cuộc thăm dò gần đây, cuộc đua giữa hai ứng viên đang rất sít sao. Kết quả thăm dò trên toàn quốc cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump chưa đến 2 điểm phần trăm, cụ thể là khoảng 1,7%. Tại các bang chiến trường, ông Trump có ưu thế tại Arizona, Bắc Carolina và Georgia, trong khi bà Harris nhỉnh hơn ở Pennsylvania, Wisconsin, Michigan và Nevada. Đáng chú ý, tỷ phú Elon Musk đã quyên góp thêm khoảng 44 triệu USD cho siêu ủy ban hành động ủng hộ ông Trump vào lúc cuộc đua vào Nhà Trắng còn chưa đầy 2 tuần. Ngoài ra, cựu Tổng thống Bill Clinton đã vận động tranh cử cho bà Harris ở Wisconsin và Michigan, ca ngợi đề xuất chính sách của bà và chỉ trích ứng viên Cộng hòa Trump. Hiện tại, hơn 60 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm tại hàng chục bang trên cả nước, trong khi số người yêu cầu được bỏ phiếu từ xa cũng cao không kém. Cuộc bầu cử năm nay không chỉ quyết định kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc định hình quốc hội và chính quyền các bang. Tổng cộng 34 ghế thượng viện và 435 ghế hạ viện cũng sẽ được bầu, cùng với 12 ghế thống đốc bang. Với tình hình hiện tại, kết quả bầu cử vẫn còn khó đoán và sẽ phụ thuộc nhiều vào số phiếu bầu tại các bang chiến trường. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ là một quy trình gián tiếp, trong đó cử tri mỗi bang bầu chọn nhóm đại cử tri và nhóm này sẽ chính thức bầu Tổng thống và Phó Tổng thống. Mỗi bang có số đại cử tri tương đương với số ghế của bang trong Quốc hội, tổng cộng có 538 đại cử tri trên toàn quốc. Ứng viên nào giành được ít nhất 270 phiếu đại cử tri thì sẽ chiến thắng. Hầu hết các bang áp dụng hệ thống là người thắng lấy hết, trao toàn bộ phiếu đại cử tri cho ứng viên giành nhiều phiếu nhất, ngoại trừ Nebraska và Maine, nơi phiếu đại cử tri được phân chia theo khu vực bầu cử. Trong cuộc bầu cử năm 2024, 7 bang chiến trường Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Bắc Carolina, Pennsylvania và Wisconsin đóng vai trò then chốt, do cử tri ở đây không nghiêng hẳn về một đảng phái nào. Các ứng viên thường dồn sức vận động ở những bang này nhằm giành ưu thế quyết định. Đến ngày 4 tháng 11 năm 2024, cuộc đua giữa bà Harris và ông Trump đang rất gay cấn. Trump hiện dẫn trước Harris với khoảng cách nhỏ tại cả 7 bang, tạo ra sự kịch tính khó lường. Đáng chú ý là Arizona, bang từng từ chối Trump năm 2020, giờ đây lại quay sang ủng hộ ông, mang lại một lợi thế quan trọng cho cựu tổng thống trong cuộc đua năm nay. Trong khi cả thế giới đang đổ dồn con mắt về cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 5 tháng 11, thì đối thủ của Mỹ đang tăng tốc để củng cố quyền ảnh hưởng và bảo vệ chiến lược của mình ở chiến trường địa chính trị. Chúng ta đang đề cập tới châu Á, điểm nóng nhất chính là khu vực Đông Nam Á với vấn đề Biển Đông. Châu Á được coi là chiến trường tranh giành quyền ảnh hưởng của Trung Quốc, Mỹ và Nga vì nhiều lý do. Đây là khu vực phát triển nhanh nhất với những nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản. Việc kiểm soát ảnh hưởng tại châu Á đồng nghĩa với việc nắm quyền kiểm soát một phần lớn kinh tế toàn cầu. Các tuyến đường thương mại quan trọng như là eo biển Malacca chẳng hạn là nơi trung chuyển hàng hóa từ các nền kinh tế châu Á đến châu Âu và châu Mỹ. Ai kiểm soát những tuyến đường này sẽ có lợi thế chiến lược. Mỹ có ảnh hưởng sâu rộng thông qua các liên minh quân sự như NATO và đặc biệt là các thỏa thuận ở châu Á với Nhật Bản, Hàn Quốc và Philippines. Họ cũng mở rộng sức mạnh mềm qua văn hóa, giáo dục và công nghệ. Còn Trung Quốc đã phát triển sáng kiến vành đai và con đường BRI, mở rộng ảnh hưởng thông qua đầu tư cơ sở hạ tầng và kinh tế tại nhiều quốc gia châu Á. Bắc Kinh cũng thể hiện sức mạnh quân sự ngày càng tăng ở Biển Đông và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Nga thì đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng thông qua hợp tác quân sự và năng lượng, đặc biệt với các quốc gia như Ấn Độ và Việt Nam, và thông qua việc cung cấp khí đốt cho châu Á. Biển Đông là một điểm nóng tranh chấp, nơi mà Trung Quốc có những tuyên bố chủ quyền gây tranh cãi. Đây là khu vực có vai trò chiến lược quan trọng, ảnh hưởng đến tự do hàng hải và an ninh khu vực. Mỹ đã đặt trọng tâm vào khu vực này qua chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở để kiềm chế sự mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc. Nga và Mỹ có tầm ảnh hưởng lớn trong việc bán vũ khí và công nghệ quân sự cho các quốc gia châu Á, tạo ra sự cạnh tranh về sức mạnh quân sự. Các nước châu Á như là Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước ASEAN đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập liên minh để cân bằng quyền lực giữa các cường quốc lớn. Châu Á thường trở thành nơi diễn ra các cuộc xung đột ủy nhiệm hoặc cạnh tranh địa chính trị không công khai giữa các cường quốc lớn. Về kinh tế, Trung Quốc đang đầu tư mạnh mẽ vào các dự án cơ sở hạ tầng thông qua BRI để gia tăng quyền lực mềm và ảnh hưởng chính trị tại các quốc gia đối tác. Mỹ thì thúc đẩy các hiệp định thương mại và hợp tác kinh tế để giữ vững vai trò của mình, như là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương
CPTPP. Về công nghệ, Trung Quốc đang nổi lên là đối thủ công nghệ lớn với các sản phẩm và mạng lưới công nghệ như là 5G, công nghệ AI. Mỹ nỗ lực duy trì ưu thế công nghệ của mình và đang áp đặt các biện pháp hạn chế để ngăn chặn sự phát triển của Trung Quốc trong lĩnh vực này. Như vậy, có thể thấy châu Á đang là chiến trường tranh giành quyền ảnh hưởng giữa Trung Quốc, Mỹ và Nga. Nó trở thành tâm điểm của các cuộc cạnh tranh quốc tế. Nếu so sánh quyền ảnh hưởng của Nga so với Trung Quốc và Mỹ ở Đông Nam Á, có thể thấy rằng Nga có ảnh hưởng yếu hơn so với hai cường quốc còn lại. Khi Moscow tuyên bố chính sách xoay trục về châu Á, thì việc chạy đua quyền ảnh hưởng ở khu vực này phải được tái khởi động một cách nghiêm túc. Ngoài những chuyến viếng thăm hay thể hiện mối quan hệ hợp tác chiến lược với Việt Nam, Nga đã tăng cường vai trò của mình ở Indonesia. Tập trận Nga-Indonesia mang lại rủi ro cho Trung Quốc. Thưa quý vị, Indonesia và Nga đang tổ chức cuộc tập trận hải quân chung đầu tiên mang tên Uruda tại Surabaya, đông bắc đảo Java từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 11 năm nay. Tên Uruda kết hợp từ Oren, đại bàng trong tiếng Nga, và Garuda, biểu tượng quốc gia của Indonesia, thể hiện mong muốn tăng cường khả năng phòng thủ và khám phá cơ hội hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Đây là cột mốc quan trọng trong quan hệ quân sự giữa Indonesia và Nga, đánh dấu lần đầu tiên hải quân hai nước phối hợp tập trận chung. Hoạt động này giúp củng cố sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau trong lĩnh vực quốc phòng, đồng thời tạo nền tảng cho các hợp tác quân sự tương lai thông qua việc trao đổi chiến thuật, kỹ thuật và quy trình hoạt động. Trước đây, quan hệ quân sự giữa Indonesia và Nga chủ yếu tập trung vào giao dịch vũ khí và thiết bị quân sự. Cuộc tập trận lần này mở ra giai đoạn hợp tác mới, chuyển từ mua sắm sang hợp tác thực tiễn, thúc đẩy sự hiểu biết và khả năng phối hợp giữa hai bên. Indonesia theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập, đa dạng hóa quan hệ quốc phòng nhằm cân bằng ảnh hưởng của các cường quốc trong khu vực. Việc hợp tác với Nga giúp Indonesia tăng cường khả năng tự chủ quốc phòng, đồng thời tiếp cận công nghệ quân sự tiên tiến của Nga trong lĩnh vực hải quân, góp phần nâng cao năng lực bảo vệ biển đảo. Indonesia từ lâu đã duy trì chính sách đối ngoại trung lập, không đứng về bên nào trong tranh chấp Biển Đông. Do đó, việc tăng cường quan hệ quân sự với Nga khó có khả năng thay đổi đáng kể cục diện khu vực này. Tuy nhiên, nếu đánh giá toàn diện, việc Indonesia và Nga tăng cường hợp tác quân sự thông qua tập trận chung có thể tạo ra những rủi ro gián tiếp cho Trung Quốc, dù không mang tính đe dọa trực tiếp. Sự hiện diện quân sự gia tăng của Nga tại Đông Nam Á có thể làm phức tạp chiến lược của Bắc Kinh trong khu vực, đặc biệt nếu Nga mở rộng hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á mà Trung Quốc xem là có vị trí chiến lược quan trọng như là Indonesia. Quan hệ quốc phòng sâu sắc hơn với Nga có thể giúp Indonesia giảm bớt sự phụ thuộc vào các nước phương Tây hoặc Trung Quốc, mang lại cho Indonesia nhiều lựa chọn chiến lược hơn. Việc Nga, một cường quốc quân sự, hợp tác với Đông Nam Á có thể tạo cảm giác về một liên minh quân sự không chính thức. Dù cuộc tập trận không trực tiếp nhắm vào Trung Quốc, sự hiện diện của Nga buộc Bắc Kinh phải cân nhắc về ảnh hưởng và quyền lực của mình trong khu vực. Mặc dù Nga và Trung Quốc duy trì quan hệ chiến lược và chia sẻ lợi ích trong việc đối trọng với các nước phương Tây, mối quan hệ Nga-Indo khó có khả năng làm gia tăng căng thẳng với Trung Quốc nếu hai bên vẫn giữ vững quan hệ ngoại giao tốt. Vấn đề nằm ở chỗ, chẳng phải Trung Quốc tuyên bố chủ quyền bằng đường lưỡi bò ở Biển Đông hay sao? Liệu có tồn tại việc chia sẻ lợi ích chung giữa Trung Quốc và Nga ở đây không? Rất thú vị, câu trả lời ở đây là không, thưa quý vị. Tham vọng của Trung Quốc là thách thức nghiêm trọng với Nga. Biển Đông là một trong những tuyến đường hàng hải chiến lược kết nối Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, đồng thời là huyết mạch quan trọng cho thương mại, năng lượng và hàng hóa. Nếu Trung Quốc kiểm soát toàn bộ khu vực này, Nga sẽ đối mặt với nhiều trở ngại trong việc duy trì sự hiện diện và phát triển các mối quan hệ đối tác ở Đông Nam Á. Việc Trung Quốc củng cố quyền lực ở Biển Đông không chỉ làm suy yếu ảnh hưởng kinh tế của Nga, mà còn cản trở khả năng cạnh tranh của Nga trong các thỏa thuận song phương với các nước khu vực. Trong bối cảnh Bắc Kinh có thể áp dụng các chính sách kiểm soát đối với các quốc gia khác bao gồm Nga, tuyến thương mại của Nga sẽ bị ảnh hưởng, đặc biệt là trong lĩnh vực xuất khẩu năng lượng. Các dự án năng lượng lớn của Nga với các nước Đông Nam Á có thể gặp nhiều khó khăn nếu Trung Quốc nắm ưu thế tuyệt đối tại Biển Đông. Ngoài ra thì việc Trung Quốc kiểm soát Biển Đông còn có thể thiết lập một vùng độc quyền quân sự, hạn chế sự hiện diện của Nga trong khu vực. Điều này có thể ảnh hưởng đến chiến lược quân sự của Nga, đặc biệt là trong các hoạt động phối hợp quân sự với các nước Đông Nam Á. Trong bối cảnh đó, các quốc gia Đông Nam Á có thể tìm đến Mỹ hoặc các đối tác khác để cân bằng quyền lực, khiến Nga mất đi một phần vai trò chiến lược của mình trong khu vực. Dù Nga và Trung Quốc là đối tác chiến lược, việc Trung Quốc kiểm soát hoàn toàn Biển Đông sẽ tạo ra xung đột lợi ích rõ ràng. Trung Quốc có thể mở rộng ảnh hưởng về kinh tế và quân sự. Điều này làm suy giảm khả năng hợp tác của Nga trong khu vực và khiến Moscow ngày càng phải phụ thuộc vào Bắc Kinh để duy trì một số lợi ích chiến lược tại châu Á. Điều đó đe dọa tính độc lập của Nga trong chính sách đối ngoại và đối với Tổng thống Putin,
thì đây là điều rất khó chấp nhận. Xung đột lợi ích giữa hai cường quốc thể hiện rõ tham vọng của Bắc Kinh thách thức chiến lược xoay trục châu Á của Moscow. Nga với tư cách là một cường quốc không muốn phải sống dưới trướng một cường quốc khác. Tư tưởng độc lập của Tổng thống Putin luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ quyền quốc gia, bao gồm quyền tự quyết và quyền tài phán. Những phát biểu của ông trong 2 năm qua đều thể hiện ý chí không nhượng bộ trước bất kỳ áp lực nào từ Trung Quốc hay là bất kỳ nước nào khác. Điều này lý giải vì sao ông khó lòng chấp nhận việc phải ở thế yếu trong khi mà đàm phán với Chủ tịch Tập Cận Bình. Đương nhiên là ông Trump đã nhìn thấy điểm này, cho nên ông đã nói trong cuộc phỏng vấn dài với nhà báo Tucker Carlson vào cuối chiến dịch tranh cử rằng trong tương lai, ông sẽ chia rẽ Nga và Trung Quốc. Tại sao phải chia rẽ mối quan hệ Nga-Trung? Như chúng ta đã biết, Trung Quốc và Nga đều có thế mạnh riêng. Trung Quốc mạnh về kinh tế và công nghệ, trong khi Nga có sức mạnh quân sự và năng lượng. Sự hợp tác sâu rộng giữa hai cường quốc này tạo ra một khối đối trọng mạnh mẽ đối với phương Tây. Nếu phương Tây không hành động để chia rẽ, sự hợp tác này sẽ ngày càng vững chắc, làm suy yếu vị thế của phương Tây trên nhiều mặt trận. Trung Quốc và Nga cùng thúc đẩy một trật tự thế giới đa cực, trái ngược với mong muốn của các nước phương Tây duy trì trật tự quốc tế hiện tại do họ dẫn dắt. Phương Tây lo ngại rằng nếu khối Trung Quốc-Nga không bị chia rẽ, họ sẽ gặp khó khăn trong việc bảo vệ các giá trị dân chủ và pháp trị trên toàn cầu. Trung Quốc và Nga đều bị coi là các chế độ phi dân chủ, sử dụng quyền lực để thách thức hệ giá trị mà phương Tây bảo vệ. Hợp tác giữa hai cường quốc này có thể củng cố hình mẫu quản lý độc đoán và thúc đẩy một liên minh các quốc gia phản đối dân chủ hóa. Một khối liên kết chặt chẽ giữa Trung Quốc và Nga có khả năng tạo dựng liên minh với các quốc gia có cùng quan điểm, từ đó làm giảm ảnh hưởng của phương Tây tại nhiều khu vực, đặc biệt là ở châu Á và châu Phi. Thưa quý vị, hiện tại quan hệ Trung-Nga vẫn còn tồn tại nhiều khác biệt, nhất là trong cạnh tranh ảnh hưởng tại Trung Á và Biển Đông. Nếu ông Donald Trump muốn chia rẽ Nga và Trung Quốc thì ông có thể áp dụng một số chiến lược dựa trên kinh nghiệm đối ngoại trước đây. Đầu tiên, Trump có thể cải thiện quan hệ với Nga thông qua các cuộc gặp thượng đỉnh, hợp tác ngoại giao và các dự án năng lượng chống khủng bố. Việc nới lỏng một số lệnh trừng phạt có thể tạo động lực để Nga tìm kiếm sự hợp tác với phương Tây thay vì phụ thuộc vào Trung Quốc. Trump cũng có thể thúc đẩy các cuộc tập trận chung hoặc hợp tác quân sự giới hạn nhằm xây dựng niềm tin và khuyến khích Nga giữ khoảng cách với Trung Quốc. Bằng cách khai thác sự lo ngại của Nga về sức ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc ở Trung Á và Biển Đông, Trump có thể tăng cường hợp tác năng lượng và thương mại với Nga, giảm sự phụ thuộc của Nga vào thị trường Trung Quốc. Cựu Tổng thống Mỹ có thể áp dụng chiến lược chia để trị bằng cách điều chỉnh thái độ và chính sách riêng biệt với Nga và Trung Quốc nhằm tạo ra mâu thuẫn giữa họ. Ông có thể đề xuất thỏa thuận có lợi cho một trong hai quốc gia, khiến bên kia phải điều chỉnh chiến lược. Ông Trump có thể tăng cường quan hệ với các nước châu Á như là Ấn Độ, Nhật Bản và Việt Nam để tạo áp lực lên Trung Quốc, đồng thời làm Nga cân nhắc việc phụ thuộc quá nhiều vào Bắc Kinh. Ngoài ra, Trump có thể thúc đẩy sự hiện diện của Mỹ tại Trung Á, khu vực Nga xem là vùng ảnh hưởng truyền thống, qua đó hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc. Trong lĩnh vực năng lượng, Trump có thể đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu năng lượng của Mỹ để cạnh tranh với Nga, làm giảm vai trò của Nga trong việc cung cấp năng lượng cho Trung Quốc và các nước khác. Ông cũng có thể tạo điều kiện để Mỹ và đồng minh tham gia vào các dự án năng lượng quốc tế, gây sức ép lên cả Nga và Trung Quốc. Về mặt thông tin, Trump có thể sử dụng các phương tiện truyền thông và chiến dịch tuyên truyền để làm nổi bật những khác biệt và mâu thuẫn giữa Nga và Trung Quốc, thúc đẩy sự chia rẽ giữa hai quốc gia. Trong chương trình Talk Show với Tucker Carlson, Trump đã chỉ trích chính quyền Biden vì đã vô tình đẩy Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên xích lại gần nhau, tạo thành một liên minh đối đầu với phương Tây. Theo Trump, chính sách của Biden đã làm tăng cường sự hợp tác giữa các nước này, đặc biệt là Nga và Trung Quốc, do các lệnh trừng phạt và áp lực kinh tế mà Mỹ áp đặt. Sự gia tăng hợp tác kinh tế và quân sự giữa Trung Quốc và Nga nhằm đối phó với phương Tây đã tạo nên một thách thức lớn cho Mỹ, với hai nước này trở thành đối tác quan trọng của nhau trong các lĩnh vực chiến lược như là năng lượng, công nghệ và quốc phòng. Trong khi đó, chính quyền Biden dành nhiều nguồn lực để đối phó với Nga sau cuộc xung đột Ukraine, làm giảm sự tập trung vào Trung Quốc, đối thủ dài hạn về kinh tế và quyền lực toàn cầu. Cách tiếp cận đôi khi thiếu nhất quán với Trung Quốc có thể khiến Mỹ gặp khó khăn hơn trong việc đối phó hiệu quả với sức mạnh ngày càng lớn của Bắc Kinh. Một số nhà phân tích cho rằng Mỹ nên xem xét lại chiến lược để tập trung đối phó với Trung Quốc, đối thủ chính về kinh tế và công nghệ, đồng thời nới lỏng áp lực với Nga nhằm ngăn chặn sự liên kết chặt chẽ giữa Moscow và Bắc Kinh. Bằng cách tách rời hai cường quốc này, Mỹ có thể làm suy yếu khối liên minh chống phương Tây, tạo điều kiện thuận lợi để đối phó riêng lẻ với từng đối thủ. Thưa quý vị, trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Mỹ đã thành công trong việc chia rẽ Trung Quốc và Liên Xô, tạo ra lợi thế chiến lược quan trọng. Bài học lịch sử này cho thấy rằng chính quyền Biden hoặc các chính quyền tương lai có thể xem xét chiến lược giảm căng thẳng với Nga để tập trung kiềm chế Trung Quốc. Điều này cũng trùng hợp với quan điểm của Trump, người đã thể hiện rõ ràng ý định điều chỉnh chính sách đối ngoại để giảm căng thẳng với Nga. Đáng chú ý,
Tổng thống Putin đã bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch chấm dứt chiến tranh của ông Trump, cho thấy mối quan hệ giữa hai bên có khả năng mang lại sự thay đổi chiến lược trong cách tiếp cận ngoại giao của Mỹ. Việc ông Putin sẵn sàng đối thoại và đàm phán với Trump nếu ông trở thành Tổng thống Mỹ là một tín hiệu tích cực, đặc biệt khi kênh đối thoại Mỹ-Nga đã bị gián đoạn dưới thời Biden. Khả năng đàm phán mở ra cơ hội kiểm soát xung đột, giảm nguy cơ leo thang chiến tranh và tăng cường ổn định. Chính lý do này đã giúp Trump giành được sự ủng hộ của cử tri tiểu bang Arizona, những người quan tâm đến khả năng giải quyết xung đột quốc tế thông qua đối thoại và ngoại giao. Đến đây thì chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin phép được tạm dừng. Xin mời quý vị để lại quan điểm cá nhân của mình ở phần dưới. Lê Minh xin chào và hẹn gặp lại!